Lô Parker vừa rồi còn được 2 cây. Hàng còn em bán hết rồi. Dạ. Một cây là Magen USA nha. Dạ đây. Đây là USA. Và một cây này là cũng USA luôn. Dạ. Hai cây là USA đây, đều là biến nhấn hết. Dạ vâng. Tất cả viết tốt nha mấy bạn. Nhà đẹp long lanh. Đặc biệt em này là bi xanh nha. Bi xanh ngồi zin ha. Dạ rất hiếm, tại vì thông thường dưới đây viết dưới đây đều là màu đen hết. Nhưng mà riêng cái này là bi xanh à, ngồi xanh. Và cái này là ngồi đen. Ok. Cả hai cây đều viết tốt và hai cây đẹp long lanh. Xem giùm em. Ok, em cảm ơn các bạn.